Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta lại trở lại với một chủ đề rất quan trọng và rất bổ ích, đó là liên quan đến làm thế nào để tăng trưởng doanh số trong kinh doanh spa và thẩm mỹ. Chắc hẳn chủ đề này ai cũng rất là quan tâm đúng không ạ? Bởi vì như cô chia sẻ đó là ai kinh doanh thì dù với mục tiêu hay mục đích hay định hướng chiến lược như thế nào thì mục cái cuối cùng, câu trả lời cuối cùng đó là bao nhiêu tiền và bao nhiêu lợi nhuận. Vì thế nếu thấy video đào tạo này thực sự bổ ích cho mình và cho những người bạn của mình, hãy giúp cô là sub trang với những bạn mới hoặc là chia sẻ để cho rất nhiều người biết đến những cái bài chia sẻ này, hoặc là để lại thông tin nếu chúng ta có cần những câu hỏi, những thắc mắc hoặc quan tâm đến những tài liệu, những quy trình bên cô thì cô cũng có thể gửi hỗ trợ cho chúng ta qua email hoặc qua Zalo nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay vào cái nội dung của bài ngày hôm nay, đó là làm thế nào để tăng trưởng doanh số. Tăng trưởng doanh số. Đây là một cái câu hỏi và cũng rất là một câu nan giải trong ngành của chúng ta, đúng không ạ? Và như bài trước cô đã chia sẻ rồi thì chúng ta đã biết đến một cái công thức như sau, đó là lợi nhuận. Đúng không ạ? Lợi nhuận thì bằng doanh số hay là doanh thu trừ đi cái chi phí rồi, đúng không ạ? Vậy thì câu trả lời ở đây không phải là bao nhiêu tiền nữa. Như ông cha ta nói, không quan trọng mình kiếm được bao nhiêu mà quan trọng mình giữ được bao nhiêu là ở đây đó. Và để hôm trước chúng ta đã học bài học này rồi, và để muốn tăng lợi nhuận thì chúng ta phải tăng doanh thu và chúng ta phải kiểm soát về mặt chi phí, hay là tối ưu về mặt chi phí nhé. Và như vậy thì chúng ta sẽ đi từng cái phần một, đó là sẽ tăng doanh thu và chúng ta sẽ học cách để kiểm soát về chi phí. Và bài ngày hôm nay thì cô sẽ chia sẻ cho chúng ta cái phần đầu tiên, đó là tăng doanh thu. Vậy thì doanh thu này sẽ đến được từ đâu? Đó. Đầu tiên chúng ta phải hiểu doanh thu là gì, doanh số là gì. Là những cái nguồn thu, đó. Là những cái nguồn thu mà chúng ta thu được từ cái việc bán hàng hoặc là bán sản phẩm dịch vụ tại cái cơ sở kinh doanh của mình. Và cũng lưu ý rằng là doanh thu này phải được tính trên là thực thu, không tính là công nợ hay các khoản phải thu từ những người mua. Các em lưu ý là như vậy. Bởi vì cái ngành của chúng ta thì cái tỷ lệ công nợ là sẽ có xảy ra. Có nghĩa là khi khách hàng làm một liệu trình 10 lần thì họ có thể thanh toán một phần trước, bởi vì họ cũng chưa làm hết. Họ chỉ mua để mua theo liệu trình ưu đãi hoặc là khuyến mãi mà thôi. Thế nên cái vấn đề công nợ hoặc cái vấn đề chưa thu có thể xảy ra, và khách hàng có thể hoàn toàn hủy liệu trình hoặc không thanh toán phần còn lại và có thể xảy ra. Vì thế mà chúng ta hãy tính và xác định rằng đây là những khoản thực thu hoặc là những khoản đã thu rồi, chứ không phải là những khoản còn treo nợ hoặc là đang nằm trên là khoản phải thu nữa. Đó. Vì thế là chúng ta phải xác định công thức như sau. Doanh thu nó sẽ gồm có phép nhân của 3 thừa số. Cái thứ nhất đó là nó sẽ bằng số lượng khách hàng đến. Số lượng khách hàng đến. Đúng không ạ? Đó. Doanh thu mà số lượng khách hàng đến mà càng nhiều thì tất nhiên là doanh thu sẽ càng cao, đúng không ạ? Nhưng điều đó vẫn chưa là đủ. Rất là nhiều nơi nghĩ rằng là đông khách như vậy, khách cứ lườm lượp vào chắc là tiền doanh thu rất là cao, nhưng mà thực tế không phải. Bởi vì nó còn có nhiều nơi thực sự số khách hàng đến không nhiều, rất là ít, nhưng mà cái doanh thu họ vẫn cao. Bởi vì sao? Bởi vì họ sẽ có là gì ạ? Số tiền mua trên một đơn hàng hay là trên một hóa đơn đó, là cao. Cô lấy một ví dụ là một cái cơ sở A. Đó, cô lấy một ví dụ ở đây, một cơ sở A đi. Mà cơ sở B, số lượng khách hàng đến, số lượng khách hàng đến của A là 1 khách, của B là 10 khách. Nhưng số tiền mua trên một đơn hàng, số tiền mua trên một đơn hàng của A là 10 triệu. Và số tiền mua của B đó là 1 triệu. Vậy thì tổng doanh thu đến tại thời điểm này với phép nhân này thì cả hai bên đều là 10 triệu như nhau. Nhưng nếu xét về góc độ kinh doanh thì chúng ta sẽ chọn spa A hay spa B? Chắc chắn là chúng ta sẽ chọn spa A. Bởi vì ở đây thì công suất phục vụ chỉ có một khách hàng thôi. Nhưng mà người ta sẽ thu được nhiều tiền hơn. Mặc dù nghĩ rằng người ta chỉ có một khách đến trong một ngày, nhưng doanh thu người ta vẫn bằng một nơi mà có 10 khách hàng đến trong một ngày. Đó. Thế thì câu chuyện là
chúng ta sẽ phải quan tâm đến là số tiền mua trên một đơn hàng nữa. Nếu chúng ta tăng được cái này thì tất nhiên là doanh thu cũng sẽ tăng lên. Đó, và một cái thừa số cuối cùng nữa, đó là gì ạ? Số lần khách hàng tái mua. À, cái này cũng rất là quan trọng, tức là số lần một khách hàng cũ lặp đi lặp lại việc mua. À, chúng ta thử so sánh một phép xem, nếu mà một spa A này, cái lượng khách hàng một khách này họ có thể tái mua đến 3 lần và mỗi lần là gì ạ? 10 triệu thì chúng ta sẽ có 30 triệu từ khách hàng này. Nhưng nếu spa B mà 10 khách hàng này mỗi khách hàng 1 triệu và họ không lặp lại cái việc mua đó nữa, có nghĩa họ chỉ đến một lần và sau đó họ sẽ không quay lại nữa, là tỷ lệ mua là chỉ 1. Thì như vậy người này có 30 triệu nhưng spa B 10 khách đó vẫn chỉ có là 10 triệu. Thế chúng ta đã thấy cái phép nhân này nó kinh khủng như thế nào không ạ? Đây không còn là phép trừ hay phép cộng nữa, mà nó là phép nhân, có nghĩa là nó tăng hoặc giảm theo cấp số nhân. Có nghĩa là muốn tăng doanh thu thì chúng ta phải đồng thời tăng ba cái này. Nếu chỉ tăng một trong ba, hoặc là cái này tăng, cái này giảm thì cũng rất là nguy hiểm, bởi vì nó giảm theo cấp số nhân luôn. Đó, thế thì cái việc của người kinh doanh là phải tăng số lượng khách hàng đến bằng các cái hoạt động marketing, các hoạt động kinh chiêu mộ, các hoạt động truyền thông để làm sao cái số lượng khách hàng biết đến nhiều hơn và đến với chúng ta nhiều hơn. Nhưng đồng thời chúng ta phải thiết kế một cái đơn hàng, một cái gói sản phẩm dịch vụ làm sao mà khi một khách hàng đến thì số lần, số tiền họ bỏ ra trên một đơn hàng đó. À, cô lấy một cái ví dụ trong ngành food and beer đi. À, thì những họ là những cái cửa hàng ăn uống, cửa hàng đồ uống, ví dụ trà sữa này hoặc cà phê Starbucks. Tại vì sao họ sẽ thiết kế thêm là gì? Đồ ăn thêm. Ví dụ đồ ăn bánh trái hoặc thêm rất là nhiều món ăn nữa. Đó. Bởi vì họ đang muốn tăng số tiền mua trên một đơn hàng. Có nghĩa là tôi mua một cốc cà phê chỉ có 40.000. Nhưng nếu người nhân viên sale đó mời thêm được một cái bánh 20.000, mời thêm một cái kem 50.000, như vậy là cái đơn hàng ngày hôm đó của tôi không phải là 40.000 một ly cà phê, mà là có thể là 140.000. Như vậy mỗi khách hàng họ sẽ tăng thêm được 100.000 trên một khách nữa. Và ngày hôm đó có 10 khách, như vậy họ sẽ tăng thêm được 1 triệu. Đó, tuyệt vời không ạ? Như vậy là gì ạ? Người kinh doanh phải thiết kế cái số tiền mua này trên một đơn hàng cao hơn so với số tiền gọi là marketing ban đầu, gọi là upsell. Đúng không ạ? Và sau đó là người ta sẽ phải chăm sóc họ để khách hàng đó không chỉ đến một lần, mà khách hàng đó trở thành khách hàng thường xuyên tái mua. Và để tái mua được thì chắc chắn họ phải hài lòng, họ phải happy, họ phải thực sự rất là vui với cái dịch vụ sản phẩm đó, họ mới tái mua, thậm chí cao hơn nữa, họ sẽ giới thiệu bạn bè và mời những người bạn của họ đến với cơ sở chúng ta. Thì chúng ta cũng phải tăng. Và thử hình dung xem nếu mỗi cái thừa số này tăng 10% thì doanh thu chúng ta sẽ được coi là tăng vọt, tăng đột biến. Còn nếu chúng ta hình dung mỗi cái này giảm đi một tí, giảm 5 thì chúng ta rất là kinh khủng, doanh số chúng ta sẽ giảm tụt rất là nhanh chóng với cấp số nhân. Đấy, thì chúng ta thấy được rằng như vậy là cái việc tăng doanh thu nó đâu chỉ là một cái phần này thôi, đúng không ạ? Mà nó còn có là những thừa số khác liên quan đến việc thiết kế đơn hàng để upsell, để cross sell, để bán chéo, hay là để resell là bán lại. Đó, rồi là chăm sóc khách hàng làm sao để người ta thực sự hài lòng, để người ta mua tiếp, người ta ủng hộ tiếp, hoặc là người ta mời bạn bè hoặc là người thân đến tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng ta. Thì đây là cái công thức liên quan đến doanh số. Đó, thì đấy là những cái kinh nghiệm mà cô muốn chia sẻ cho chúng ta làm thế nào để tăng doanh số. Và chúng ta cần phải lưu ý thì chúng ta cần phải tăng đồng thời cả ba cái cơ số này, đừng để giảm bất kỳ một thừa số nào trong ba cái phép nhân này, thì doanh số của chúng ta sẽ có nguy cơ tụt giảm. Đó, thì hôm nay bài chia sẻ của cô đã nói về vấn đề về doanh thu và làm thế nào để tăng trưởng doanh thu. Thì hãy có bất kỳ câu hỏi nào cần quan tâm thì vui lòng để lại thông tin ở dưới ngay video chia sẻ này nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các cái video đào tạo lần sau nha.